Vâng, thân mến, chào tất cả mọi người. Trong clip này mình sẽ giới thiệu và đang bán một combo loa bãi của thương hiệu QSC. Combo này bao gồm một cặp loa lời, có model là ADS52, loa sở hữu một bát 12 và một chép đôm neo, và một quả loa súp kép 2 bát 20, có model là ADS28TW. Vâng, và trước khi đi xem về nội thất bên trong thì chúng ta cùng đi xem về kiểu dáng hình thức thùng bên ngoài của cái combo này. Đầu tiên đây là cặp loa lời. Loa có cấu hình một loa bass 12 cm và một loa đôm, loa đôm từ leo. Ở đây là màng của loa bass, màng này là màng carbon, gân cao su. Chất liệu thùng này là chất liệu bằng nhựa, rất là dày. Còn đây là kiểu dáng của thùng. Nó hơi bầu bầu phía sau. Đó, nó hơi cong bầu phía sau. Ở trên này thì có cái lỗ vít này để chúng ta có thể là treo loa lên. Để chúng ta có nhu cầu treo loa thì chúng ta sẽ nhấc cái núm nhựa lên, và trong này có ốc để chúng ta có thể là treo loa nhé. Treo theo chiều là treo trên nóc, và đây là model phía sau. Thương hiệu QSC được dập chìm trên thân thùng. Model là ADS52. Và đây nữa. Đó, QSC ADS52. Cái này thì đây là CD mã vạch, nó bị bong mất cái CD mã vạch ở đây rồi. Vì ở đây là trước đây người ta dán cái băng dính ở trên cái thùng này. Vận chuyển về thì họ dán cái băng dính đúng ở cái chỗ CD này. Khi bóc cái lớp băng dính ra thì nó bị lột mất cái CD này. Và đây còn nguyên cái keo băng dính này. Cái này thì lau đi nó sẽ sạch nhé. Lau đi nó sẽ sạch thôi. Ở đây có cái cổng hai chân này để kết nối bằng rắc. Rắc cái này nó đi theo loa nhưng mà hàng bãi về thì không còn. Nó mất cái treo loa bằng cái kiểu rắc cái chân này rồi. Đấy, có ren này, ren bằng đồng. Đấy, còn cái chân này khá là xịn sò luôn. Và cổng kết nối vào loa. Đó, hình thức thùng khá là đẹp. À, chất liệu thùng là bằng nhựa và rất là bền, phù hợp lắp ở những cái không gian thời tiết mà nó bị ẩm ướt ấy, thì cái thùng nhựa này rất là bền. Màng carbon thì nó chịu nước cũng khá là tốt rồi. Gân này là gân cao su. Nó chịu được ẩm ướt. Có thể lắp vào những cái vị trí là ẩm ướt thì cũng không sợ nhé. Lỗ thông hơi phía trước. Và đây là cái thùng loa súp kép, súp hơi kép. Logo của thương hiệu QSC. Và mình sẽ nhấc cái e-căng này. Ở mặt trước thì có một lỗ thông hơi duy nhất ở phía trước. Đó. Và đây là cái e-căng. E-căng bông mút này. Mặt trong khá là đẹp. Và rất là dày. Cầm cái e-căng này nó trọng lượng nó cũng khoảng gần 1 kg rồi đấy. Logo của thương hiệu QSC. Chúng ta cũng đi xem về thông số phía sau của quả súp này. Ở đây là phía mặt sau. Mặt sau thì có nguyên cả cái còn cái lắp đậy này, lắp đậy cái bảng thông số và cổng kết nối ở bên trong. Chúng ta sẽ nhấc cái lắp đậy ra. Đây, thương hiệu QSC dập chìm. Đó. QSC model là ADS28TW. Đây, có các chiếc ép này để chúng ta điều chỉnh cái các cốt server phân tần ở phía bên trong. Ở cái này là có muốn qua cái cốt server ở bên trong hay không, hoặc là đi thẳng in out này. Nếu chúng ta vặn ở chế độ là in là sẽ đi qua cái cốt server phân tần bên trong. Con này nó là súp mà hơi nhưng sẽ có phân tần nhé, phân tần rất là gấu. Lát nữa mình sẽ tháo bên trong ra, mọi người nhìn quả phân tần phê luôn. Đấy, in out này là có muốn qua phân tần hay không. Đó. Và đây là cái chiết áp để chúng ta điều chỉnh cái mức giải tần của cái con súp này. Đấy, cắt được giải tần nhé. Xích đánh là cái giải nào thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở cái chiết áp bên này. Ở các cổng kết nối đường vào và đường out. Out này là link ra một quả súp tiếp theo. In là vào này, out là ra. Và đây là CD mã vạch. Trở kháng là 8 ohm, có công suất là 250W là CD này. Con súp này là súp kép 2 bát 20. Nó có công suất tương đương với lại một con súp bát 30, mà cái loại công suất gấu ấy, công suất mạnh ấy, thì mới tương đương được với quả súp này. Vâng, và mình cũng đọc thông số kích thước thùng của quả súp này để mọi người có thể lắm được. Chiều sâu của cái quả súp này là 60 cm. Chiều cao là 40 cm và chiều ngang là 25 cm. Đó là kích thước của quả súp. Nên cặp loa này, tay này thì nó nhỏ gọn rồi. Nên chúng ta để đâu cũng được. Loa lời nó nhỏ gọn rồi, để đâu cũng được.
Đó. Vâng, và tiếp theo thì chúng ta cũng đi xem về nội thất bên trong của cái combo này. À, mình cùng mọi người chúng ta cùng đi khám phá về cái nội thất bên trong của cái dòng loa này. Vâng, và ok, mình đã tháo hết nội thất bên trong của cái combo này và chúng ta cùng bắt đầu đi khám phá. Ở đây là đầu tiên thì chúng ta sẽ khám phá về cái loa lời này. Đó. Nội thất của loa bass này, loa chép đôm này. Và đây là cái mạch crossover phân tần của loa súp kép. Và ra nữa thì chúng ta cùng xem về loa súp. Ở đây là cái củ loa bass của cái loa lời. Loa bass có đường kính là 12 cm và cái từ này nó đã 10 cm rồi. Đó, CD mã vạch đầy đủ nhé. Đó, mọi người có thể tra cái CD này thì sẽ ra cái đời loa này, sẽ ra cái đời loa bass này. Mọi người chụp lại màn hình tra cái CD này sẽ ra cái đời loa bass này nhé. Và được sản xuất vào 29 tháng 12 2014. Ở đây là cái loa chép đôm leo, chép đôm leo nhé. Đó, nó dòng loa Mỹ thì thường cái loa chép của nó rất là nhỏ, nó cho ra cái chất âm rất là tinh tế và chi tiết, nó không cần cái loa chép lớn côn to nhưng nó cho ra cái chất âm rất là chi tiết và tinh tế. Những dòng loa JB của Mỹ thì thường côn nó chép nó cũng không to đâu, nó rất là nhỏ thôi. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng đi xem về cái củ loa này. Đó, gioăng cao su này, cái gioăng cao su để đệm cái viền khung nhựa. Ở đây là cái củ loa, cái xương này là bằng xương nhựa này. Xương nhựa sắt từ cái từ nam châm được bọc bởi một cái lớp bảo vệ sắt từ này để chống nhiễu, để chống nhiễu từ ra bên ngoài. Còn khá là mới đấy, khi tháo ra loa thì nó còn gần như mới tinh. Và mình sẽ bật cái đèn plat lên để mọi người cùng xem về 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 cái côn của cái loa bass này nhé. Đây, mọi người chờ chút. Đây, mình quay buổi tối thì nó hơi tối nên mình bật đèn plat để mọi người có thể xem côn loa bass này. Đấy, loa bass này côn cũng khá là to đấy ạ. Loa bass này thì côn nó khoảng 25 cho tới 27. Côn zin, côn nguyên zin 100%. Nó bát, nó chép và nó súp, tất cả bên mình bao zin hết. Sắt từ khá là đẹp. Màng carbon. Màng nó bát là màng carbon. Gân cao su. Này nó cho độ bền khá là cao. Cái dòng loa này thì chúng ta có thể sử dụng mà để nghe nhạc rất là hay và tinh tế, hoặc là hát karaoke nhỏ nhẹ thôi. Đó, khá là đẹp đấy. QSC. Và đây là cái phần phân tần crossover. Nó còn cái bông tiêu âm nữa. Đây, mình có vừa tháo ra thì nhấc cái bông tiêu âm. Đây là cái bông tiêu âm nó nằm ở vị trí này. Đó. Bông tiêu âm màu trắng này. Nhấc cái bông này ra thì sẽ có phân tần ở bên trong. Cái loa nó nhỏ có bát 12 thôi nhưng mà cái phân tần rất là gấu luôn. Thậm chí những cái dòng loa bát 30 cái phân tần cũng không được như thế này. Nhưng to nhỏ thì chúng ta không bàn đến, chúng ta bàn đến cái vấn đề là linh kiện chất. Đó. Đây là những cái linh kiện tụ này, sử dụng những con tụ solder. Đấy, tụ xịn luôn nhé. Tụ xịn đấy, của Mỹ đấy. Và những con điện trở. Điện trở này. Nhìn nó rất là khôn. Cuộn cảm này. Vàng óng luôn. Và đây là hai con tụ nhỏ. Đó, đây là hai con tụ này, hai con tụ nhỏ này, ba con tụ solder màu vàng, hành trở này, cuộn cảm này, phân tần khá là đẹp, tất cả các linh kiện trên phân tần khá là đẹp. Và cái thùng này nó rất là dày, thùng này nó có chiều dày khoảng 1 cm nhé, à một đúng rồi, đây khoảng 1 cm đấy. Một phân đấy, khá là dày, cầm nó rất là chắc chắn, cầm nó rất là đạp tay. Cái loa bé tí mà cái phân tần khiếp luôn, tháo ra nhìn quả phân tần đã luôn. Loa có bát 12 rồi mà phân tần nó đã gấu này rồi, gọi là nhỏ nhưng có võ đấy. Ở đây là mặt bên dưới này, có thùng loa, màng carbon, chép đôm neo, rất là chi tiết và tinh tế. Vâng, và tiếp theo thì chúng ta cũng đi xem về cái loa súp. Quả loa súp này thì có quả phân tần crossover loa súp hơi nhưng vẫn sử dụng
phân tần. Đó, phân tần để chia cắt giải tần này. Và đây là có một cái biến áp này. Cái biến áp này thì ở đây là nó sẽ đi xuống cái chiết áp. Cái chiết áp ở phía sau này, đây là hai cái chiết áp để chúng ta điều chỉnh này. Đây có rất là nhiều dây. Ở đây một búi dây luôn để đi lên phân tần và đi qua cái chiết áp này. À, có một cái chiết áp để chúng ta điều chỉnh cái công suất của con súp này. Đây, đứng in vào này. Đấy, 100V. Đánh là 100V là 50W này, 100W này, 200W này. Đó. 70,7V, 25W. Đấy, chúng ta điều chỉnh được khi qua cái biến áp này thì chúng ta sẽ điều chỉnh được cái công suất của cái quả lò súp này. Chúng ta thích chơi ở công suất bao nhiêu watt thì chúng ta sẽ điều chỉnh ở cái chiết áp phía sau đấy. Đó. Và đi vào phân tần. Sau đó thì tín hiệu sẽ được đi vào phân tần và sẽ cắt cắt súp vào đây. À, có một cái chiết áp để cắt súp vào đây. Đấy. Chúng ta nhìn quả phân tần này, khiếp luôn. Ở đây có hai cuộn cảm này, cuộn cảm khá là to. Đây mọi người thấy là cái ngón tay cái mình đặt lên đây này. Đấy, nó còn nhỏ hơn cái cuộn cảm này khá là nhiều. Nếu mọi người được nhìn thực tế thì trông nó khá là lớn. Đấy, chiều dài của cuộn cảm này. Đây. Đấy. Gần một nó khoảng tầm 12 cm nhé. Cuộn cảm nó dài khoảng 12 cm. Dây đồng khá là đẹp. Cuộn cảm này là lõi sắt. Lõi sắt này. Đấy, nó cắt nó lọc cái giải thấp khá là tốt. Ở đây một cuộn cảm nhỏ, hai cuộn cảm lớn và có con trở xứ được đấu song song với nhau và cũng sử dụng hai con tụ lọc, hai con tụ không phân cực, có dung lượng là 100V, con này là 100V này, 110 microfarad và con này là 100V, 80 microfarad. Quả phân tần nhìn khiếp luôn, đẩy một găng tay này. Đây là phân tần dành cho loa súp hơi kép. À, tiếp theo thì chúng ta cùng đi xem về củ loa súp, củ loa bát. Ở đây để xem cái củ loa bát thì chúng ta phải nhấc hết cái lớp bông này lên. Mọi người thấy là nó kín đặc bông luôn. Đó. Một cái thùng nó cũng khá là to mà gần như là không rỗng một tí nào luôn. Đặc kín bông, rất là nhiều bông nhé. Và hai củ loa bát này thì được chia ra làm hai ngăn. Nó vẫn có vách thông ở giữa này nhưng đã bông đã kín luôn rồi. Bông đã kín hết rồi. Nó che kín hết cả cái vách thông ở giữa này rồi. Đập bông này nó bông thủy tinh. Bông thủy tinh này được cho vào một cái lớp vải. Đó, rất là nhiều bông. Chúng ta cùng xem cái củ bên này trước. Cái bông này nó khá là ngứa nhá. Nếu mà chúng ta để nó dính vào người thì nó rất là ngứa đấy. Ở đây là cái mặt trên của quả loa súp. Loa này có đường kính là 20 cm, sử dụng gân cao su màng carbon upper lồi. Cái màng này chúng ta nhấn vào nó rất là êm nhé. Nó rất là có độ nhún, nó rất là mềm. Gân này. Đó. Gân này thì còn khá là đẹp đấy. Gân này chúng ta sử dụng thì thời gian sử dụng thì còn được rất là lâu. Phải tính thời gian đến hàng chục năm nữa. Đấy, gân nó còn khá là đẹp, đẹp như mới luôn. Và tất cả nó còn nguyên zin. Cái củ loa súp này thì mình sẽ không tháo ra nữa. Vì tháo ra nó cũng rất là khó tháo. Mình để nguyên zin ở trong này. Hai quả nhé, một quả ngăn bên này nữa. Và đây là quả ngăn bên này này. Còn bên này thì quả bên này nó bắt ngược so với quả bên kia. Đấy, nhấc cái bông ra. Đó. Đây là series mã vạch này. Series mã vạch. Từ thì nó nằm, quả này nó đối diện với quả kia. Hai quả nó lắp đối chiều nhau. Một quả ngửa lên và một quả úp xuống. Và mình sẽ bật cái đèn flash lên. Đây, đấy. Sắt từ xương sắt này. Nó súp xương sắt. Ở đây thì cái lớp bông này nó có đè lên cái sắt từ kia. Để nó bị loang loang kìa. Nhưng vẫn rõ CD mã vạch nhé. Đấy, nó bị loang loang vẫn rõ CD mã vạch. Cái bông này nó đè lên cái từ của cái loa kìa. Cái sắt từ ấy, thì nó bị loang loang thôi. Chứ còn nếu chúng ta lau đi thì nó sẽ sạch. Và tất cả thì mình cái quả súp này mình để nguyên zin. Không động đến cái loa bát nữa. Không tháo ra nữa. 2 bát 20 súp hơi. Và để sử dụng đánh cái con súp này thì chúng ta cần phải sử dụng một cái công suất khoảng 5-6 cho bát thì sẽ đánh được con súp hơi kép này nhé.
Vì công suất của loa đã là 250W rồi thì chúng ta có thể sử dụng một quả cục công suất, có công suất là thấp nhất là từ 500W đổ lên thì đánh quả súp này thì mới đánh nó khai thác được hết chất âm của quả súp này. Khá là đẹp. Nhỏ nhưng mà có võ, chính xác là nhỏ nhưng có võ. Hàng mỹ xịn thì trông nó có cái độ chúng ta tháo ra thì chúng ta rất là muốn ngắm nhìn vì tất cả các linh kiện bên trong nó làm rất là chất nên chúng ta nhìn nó rất là đẹp. Ở đây là cái loa loa lời nhỏ này. Đó, màng còn mới tinh. Màng carbon này tháo ra nó còn mới tinh vì trong này nó kín mà. Hộp này nó kín nó không có cái lỗ thông hơi. Lỗ thông hơi thì ở phía trước đây có lỗ thông hơi này. Nhưng nó rất là kín. Bên ngoài có một lớp e-căng nữa nên là bụi nó không vào được, nên trông tháo ra nó như mới tinh luôn. Vâng, và mình cũng xin báo giá của cả combo này để quý khách có thể lắm được và cân đối mức tài chính. Combo này bên mình bán với cái mức giá là một đôi một cặp loa loa lời này và một quả loa súp hơi kép 2 bát 20, thì cả bộ này thì sẽ có mức giá là 10 triệu đồng tròn. Giá bán đã bao gồm phí vận chuyển cho quý khách nhé, 10 triệu đồng tròn. Nếu quý khách nào có nhu cầu mua lẻ thì mình sẽ báo giá lẻ các thiết bị như sau. Nếu quý khách mua lẻ thì cặp loa lời này có mức giá là 4 triệu đồng và quả súp này có giá là 6 triệu 500 nghìn đồng. Đó, đấy là cái giá lẻ. Cặp loa lời này có giá là 4 triệu nhé, bao zin, bao đẹp, bao xịn. Và quả loa súp hơi kép này có giá là 6 triệu 500 nghìn đồng, quả súp hơi kép này. Vâng, và quý khách nào có nhu cầu mua cái combo này hoặc là mua lẻ các sản phẩm trong bộ combo này thì hãy vui lòng liên hệ bên mình có số điện thoại là 0826 252 688 hoặc có thể đến trực tiếp cửa hàng có địa chỉ tại phố lẻ Hưng Hà, Thái Bình để test và xem trực tiếp sản phẩm cái combo này. Và combo này thì chúng ta có sử dụng mục đích như sau. Đầu tiên là cái cặp loa lời này thì quý khách có thể sử dụng để nghe nhạc. Nó rất là chi tiết và tinh tế đấy. Mình đã test rồi, nghe nó rất là phê. Có thể sử dụng để nghe nhạc hoặc là lấy lời trong cái bộ dàn hát karaoke. Chúng ta sẽ cắt lên đến khoảng 100 đến 110 Hz. Hất lên chúng ta sẽ lấy bỏ cái dải thấp đi. Chúng ta sẽ lấy từ dải trung trầm đổ lên để cái loa này nó đảm nhiệm cái dải lời trong cái bộ dàn hát thôi. Thế còn không thì chúng ta sử dụng để nghe nhạc. Đó. Thế còn cái loa súp này thì có thể ghép vào cái bộ dàn hát karaoke hoặc nghe nhạc đều được. Con loa súp này có công suất khá là lớn. Cho phép anh em ghép cái quả loa súp này vào một cái bộ dàn sử dụng một cặp loa full bass 30 thì cặp loa súp này nó đánh không hề đuối nhé. Nó cân được một cặp loa full bass 30 cho anh em mở thoải mái luôn. Tiếng súp nó vẫn trội, nó không bị đuối vì nó là súp kép 2 bass 20 và có công suất là tương đương với một quả loa bass 30 mà có loại mà công suất thực ấy, công suất lớn ấy. Còn loại loa súp rẻ tiền 1,5 triệu 2 triệu thì không tính tiền nhé. Đấy, còn loa súp này thì đánh thoải mái luôn. Chúng ta sử dụng mục đích nào cũng được, để nghe nhạc hoặc là hát karaoke đều được. Còn cái dòng súp của Mỹ thì quý khách nào mà đã được sở hữu nghe những dòng loa súp Mỹ rồi thì đều rất là ấn tượng. Nó cho ra tiếng súp sâu, mềm và nghe nó rất là dễ chịu. Ngồi gần nó rất là dễ chịu, nó không bị ù hay là nghe nó khó chịu đâu. Đấy là những cái dòng loa súp xịn của Mỹ. Quý khách nào nghe một lần rồi thì chắc chắn là nghiện luôn. Vâng, và mình có quay giới thiệu và báo giá cái combo của thương hiệu QSC bao gồm một cặp loa lời và một quả súp hơi kép 2 bát 20. Và quý khách nào có nhu cầu mua thì hãy vui lòng liên hệ bên mình. Vâng, clip cũng dài rồi. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người.